Xin chào quý anh chị khách hàng nhé. Tiếp theo đây là cái những cái dãy nhà phố view công viên Hồ Điều Hòa. Những cái căn nhà phố diện tích 5 x 15, giá của nó là 1,508 tỷ nha quý khách hàng nhé. Thì buổi giờ em quay, bây giờ em quay là nó khoảng 5 giờ chiều. Nó hơi tối nha quý khách hàng nhé. Thì quý khách hàng mình thông cảm giúp em. Trời tối cho nên là em quay nó hơi có không được rõ nét cho lắm. Quý khách hàng mình thông cảm giúp em nhé. Thì trong cái công viên Hồ Điều Hòa này, tất cả những cái căn view công viên này, đấy, view công viên Hồ Điều Hòa diện tích có 5 x 15, 5 x 15, xây dựng 1 trệt 2 lầu, và diện tích xây dựng của nó là 5 x 10. Đó, 5 x 10 nha quý khách hàng nhé. 184 m, đó, xây dựng là 184 m² nhé quý khách hàng nhé. Thì trong này là tất cả những căn nhà này thì còn bên em còn một số căn nha quý khách hàng nhé. Ở lốc D9, lốc B3 các thứ là bên em còn một số căn. Thì giá của nó là có 1,508 tỷ một căn thôi, 1 trệt 2 lầu. Và đặc biệt cái này thì được một cái là mình đối diện công viên, không khí rất là thoáng mát, yên lành. Mình có thể là đi dạo buổi tối, và đối diện công viên mình có thể là mắc một cái bàn ra đó, một vài cái ghế, mình có thể ngồi uống cà phê nhâm nhi, hoặc mình có thể ngồi nhậu, mình mang cái loa bluetooth ra mình có thể hát. Thì trong cái công viên Hồ Điều Hòa này nó sẽ có một cái clubhouse. Thì trong cái clubhouse này là ban quản lý bên em sẽ ngồi trong bên này, để sau này tất cả quý khách hàng mình có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì mình có thể vào trong cái khu clubhouse này. Bên em sẽ có tất cả các nhân viên hỗ trợ từ A đến Z cho quý khách hàng mình thắc mắc về dự án, hoặc là về xây dựng, hay là về giao nền đất, hay là bất kể một cái điều gì liên quan đến cái dự án thì quý khách hàng mình có thể vào trong này nhé. Thì bây giờ em sẽ đi ra cái trục đường chính. Quý khách hàng nhớ nhé, tất cả những căn view công viên là diện tích 5 x 15, 5 x 15, xây dựng 1 trệt 2 lầu, và diện tích xây dựng của nó là 5 x 12, 184 m² đấy. Và giá của nó có 1,508 tỷ thôi. Đó, nó sẽ nhỏ nhỏ, tức là nó không nhỏ nhưng mà ý là nó diện tích nó bé hơn và nó ngắn hơn diện tích mặt tiền này, vì mặt tiền là 5 x 20, còn nhà phố thì ở trong view công viên là nó 5 x 15 thôi. Và hẹn gặp lại quý khách hàng, xin chào quý khách hàng, hẹn gặp lại quý khách hàng ở video tiếp theo nhé.